Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một chiếc camera đến từ thương hiệu Ezepit Hivision. Thì như các bạn đã biết, thương hiệu Ezepit Hivision là một thương hiệu camera hàng đầu thế giới về những thiết bị an ninh và thiết bị báo động, chống trộm cũng như cảnh báo. Và hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một chiếc camera, có thể nói là đây là một trong hai dòng camera có thiết kế đẹp nhất và có rất nhiều tính năng nổi bật, cũng như giá cả có thể coi là đắt nhất đến thời điểm hiện tại của dòng Ezepit Hivision. Thì đây là con, xin giới thiệu các bạn, đây là con C6T RF Edition. Thì con C6T này nó sẽ có hai phiên bản, một là phiên bản C6TC thì nó chỉ có một chiếc camera thôi, còn phiên bản này là C6T RF Edition. Đây là một phiên bản có thêm chức năng là báo động trung tâm. Đây có thể coi như là một chiếc camera quản lý những thiết bị báo động. Ví dụ như là đây nó sẽ đi kèm theo một chiếc remote để mình có thể điều khiển camera mà không cần phải sử dụng đến điện thoại, mở điện thoại ra có thể điều khiển ngay lập tức. Và một thiết bị để các bạn có thể cắm vào cửa để mỗi khi mà có người mở cửa ra, mở cửa vào thì nó sẽ ngay lập tức chiếc camera sẽ quay đến cái hướng có chuyển động và ghi hình ảnh lại. Cũng như đó, bạn có thể mở rộng thêm chiếc camera này, nó sẽ có thể bán theo và các bạn có thể mua cùng với những chiếc cảm ứng cũng như còi báo động hay là cảm ứng chuyển động chẳng hạn. Ví dụ như bạn có một cái két sắt để đây và bạn đặt một cái thiết bị cảm ứng chuyển động lên đấy, mỗi khi nào mà có kẻ trộm chẳng hạn, nó sẽ bê cái sắt đi thì ngay lập tức chiếc camera sẽ quay hướng lên đấy, ghi lại video và sẽ ngay lập tức gửi một tin nhắn kèm theo video để báo cho bạn biết vào điện thoại của bạn là đã có người di chuyển đồ vật. Và đây không phải đơn thuần chỉ là một chiếc camera mà nó còn được coi như là một thiết bị báo động trung tâm, bởi vì nó có thể điều khiển rất nhiều những thiết bị phụ trợ khác mà những chiếc camera khác không thể nào đáp ứng được. Vậy nên giá cả của nó cũng sẽ đắt hơn những chiếc kia rất là nhiều và thiết kế của nó sẽ đặc biệt, rất là đẹp và ấn tượng. Các bạn có thể để những chiếc camera này ở những phòng nó như kiểu quầy bar hoặc là cửa hàng, cửa tiệm cần đến những cái thiết kế tinh tế và đẹp, thì đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để các bạn có thể xem xét và sắm cho mình một cái. Thì bây giờ mình sẽ ở đây các bạn có thể thấy một số tính năng của nó đã được ghi ở trên vỏ hộp, như kiểu là Full HD Record Editing. Thì đây chính là chất lượng hình ảnh của camera, chất lượng của nó là Full HD 1080p, tương đương với một chiếc TV đời mới bây giờ xem hình ảnh chất lượng cao, nét đấy. Và thứ hai là Night Vision, nghĩa là nó có thể nhìn đêm tới 30 feet. 30 feet thì khoảng 10 đến 12 mét ban đêm mà nhìn có thể hoàn toàn rõ nét. Ở đây vì nó là một chiếc camera hạng sang, vậy nên là nó có thể điều khiển ánh sáng hồng ngoại để khi mà mình tới chiếc camera quá gần hoặc quá xa, nó có thể điều khiển ánh sáng hồng ngoại để hình ảnh có thể rõ nét hơn, chân thực hơn và không bị quáng hắt hồng ngoại. Và một điểm nữa là màn hình chậm. Cái này các bạn có thể hiểu là bình thường mình tắt camera đi thì mình vẫn có thể nhìn thấy cái mắt camera, nhưng mà ở đây màn hình chậm nó sẽ có một cái màn hình để che cái mắt camera đấy lại, thì đây là màn hình chậm. Còn một cái nữa, cái này là phát hiện chuyển động. Mỗi khi mà có người đi qua cái camera của bạn mà có một chuyển động đi qua camera của bạn thì nó có thể phát hiện và ghi hình cái chuyển động đấy lại. Và một tính năng đặc biệt mà chỉ có cái C6T RF Edition này có, đấy chính là cái tính năng mà có thể kết nối với những cái thiết bị phụ trợ như kiểu là loa báo động
còi báo động, những thiết bị cảm biến chuyển động hay cảm biến dịch chuyển đồ vật, thì những hỗ trợ những cái C6T này nó sẽ hỗ trợ cho bạn để có thể kết nối với những cái thiết bị đến từ thương hiệu Elasbit đấy. Một tính năng nữa là đàm thoại hai chiều. Camera này bạn có thể đàm thoại hai chiều như kiểu gọi điện thoại từ xa vậy. Một tính năng nữa là nó sẽ báo một cảnh báo chuyển động khi có cái chuyển động tới cái điện thoại của bạn, và dễ dàng cài đặt wifi cũng như hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128 GB. Và đây nó sẽ có thêm là điều khiển, vì đây là một cái chiếc camera 360 độ, vậy nên nó có thể điều khiển để camera quay lên quay xuống hoặc quay 360 độ để theo dõi chuyển động được tốt hơn. Thì đây là một số tính năng bên ngoài mà hãng camera giới thiệu cho các bạn. Còn bên trong nó sẽ có rất nhiều tính năng nữa mà lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và khai thác nó. Thì bây giờ mình xin mở hộp chiếc camera C6T này ra. Ở đây chỉ có cái hộp không các bạn, camera mình lắp ở đây được. Thì đây mình sẽ mở hộp một chiếc mới tinh cho các bạn xem, C6T RF Edition. Thì ở trong nó sẽ có một chiếc quyển sách hướng dẫn sử dụng cùng với mã QR. Mã QR này bạn có thể scan để cài đặt chiếc camera của mình. Một cái sticker định vị để gắn camera lên tường. Đợi một chút. Một chiếc cáp sạc. Cáp này dài khoảng 3 mét các bạn. Một bộ ốc vít. Một chân đế để mình có thể gắn chiếc camera của mình vào đấy. Và một đầu sạc adapter. Cái này nó sẽ dùng điện 5V. Và bây giờ mình sẽ đến phần chính là chiếc camera. Đây các bạn có thể thấy thiết kế hoàn toàn tròn, không một tí vết. Nếu các bạn lắp cái này, các bạn sẽ có thể thấy là càng nhìn càng đẹp. Như mình lắp qua trong nhà khoảng 2 năm nhìn vẫn thấy đẹp, không hề bị chán mắt các bạn. Một cái cảm biến đóng mở cửa và giấy đi kèm giấy dán, và một chiếc điều khiển từ xa như điều khiển tivi nhà bạn này. Thì ở trên chiếc camera này các bạn có thể nhìn thấy cái mắt của nó được ẩn ở bên trong chiếc camera, thế nên các bạn nhìn ở xa sẽ rất khó phát hiện đâu là mắt và đâu không phải là mắt. Và đây bên cạnh các bạn có thể nút thấy nút reset camera, một cái mic, một cái lỗ mic để nó có thể ghi âm bạn nói chuyện đàm thoại hai chiều đấy, và một cái loa ở bên cạnh sườn của nó. Cạnh sườn này bên này cũng có một cái loa. Ở đằng trước sẽ là tên thương hiệu Elasbit và biểu tượng logo của nó. Ở đằng sau sẽ là một cái cắm nguồn 5V cấp nguồn, một khe cắm thẻ nhớ microSD và một cái ổ LAN để bạn có thể kết nối trực tiếp camera này với cái mạng wifi của bạn nếu bạn lắp nó quá xa, thẳng một vị trí quá xa. Thì bây giờ mình sẽ test thử chiếc camera này cho các bạn xem ở trong bên trong nó sẽ có những chức năng gì. Và bây giờ mình sẽ cài đặt nó vào điện thoại các bạn để thấy nó một lần. Rất là đẹp, càng nhìn càng đẹp, không bao giờ chán các bạn.
thực tế là như vậy. Và hiện tại thì mình đã cài đặt xong cái camera C6T này vào trong điện thoại của mình. Thì cái cách cài đặt nó vô cùng đơn giản thôi. Mình đã có một video riêng để hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể cài đặt cái C6T này vào điện thoại. Và chắc chắn là ai cũng sẽ làm được. Thì ở đây mình đã cài xong rồi. Cái này cài thì nó sẽ cài thêm cùng với lại một cái điều khiển từ xa và một cái định vị mở cửa báo động chuyển động. Thì khi nào mà có báo động chuyển động, cái cửa nó mở ra thì camera sẽ tự quay đến cái hướng đấy và ghi hình khi có chuyển động. Và bây giờ mình sẽ vào chi tiết cái camera C6T này để xem nó có những cái gì nhé. Đây các bạn có thể thấy nó đang quay cái hình ảnh có chuyển động đấy. Và ở trên màn hình của nó sẽ có cái nút, bốn cái nút này là mình để có thể điều khiển được cái camera quay ra một hướng khác theo ý mình muốn. Đó. Như ở đây là mình đang review cho các bạn xem ở một quán cắt tóc. Đấy. Các bạn có thể thấy nó lấy nét rất là nhanh và nó chỉnh sáng rất là nhanh, chứ không bị mờ mờ hay giật giật như camera khác. Vì nó là dòng đời cao. Đấy. Các bạn có thể thấy nó lấy sáng và lấy nét rất là nhanh. Ngoài đấy thì mình có thể chụp một bức ảnh 360 độ. Đây như mình đã chụp. Và theo dõi tự động khi có chuyển động, các bạn ấn vào đây thì nó sẽ tự động theo dõi khi có chuyển động và ghi hình lại. Ngoài ra mình có thể thấy ở trên đây nó sẽ có mic micro để mình có thể đàm thoại hai chiều này. Cái nút tắt màn hình chập, khi mà mình ấn tắt đi thì cái camera của nó sẽ tự động quay lên và giấu cái mắt đấy đi cho mình không nhìn thấy nữa. Mình đang để báo động chuyển động. Đây là chụp ảnh, mình có thể chụp lại một bức ảnh đơn giản nhanh luôn và quay một video. Và bây giờ mình sẽ vào cài đặt xem nó có những cái gì nhé. Phần cài đặt C6T này thì đầu tiên các bạn thấy nó sẽ có một cái security này, là để mình có thể cài đặt cái, khi mình đã cài đặt cái mic micro vào đây thì mình có thể điều khiển nó từ xa mà không cần phải mở điện thoại lên. Đó. Đây có những chế độ khi mình ra khỏi nhà, khi ngủ và khi ở trong nhà. Và tắt cái chuông, bật chuông báo động. Ngoài ra thì mình đã cài thêm cho nó một cái định vị khi mở cửa. Khi nào mà có chuyển động mở cửa thì nó sẽ quay camera đến đấy và ghi hình lại cho bạn. Đấy, như các bạn thấy, khi có chuyển động mở cửa nó sẽ ngay lập tức quay ra cái chỗ mà mình đã cài đặt cái định vị, mình đã định vị cái dính ở nó trên cái cánh cửa. Thì ngay khi có chuyển động mở cửa nó sẽ kêu tít một cái và quay ra đấy để ghi hình lại cái chuyển động. Đấy là điểm đặc biệt nhất mà cái camera này có thể đem lại, mà chỉ camera này có thể đem lại cho bạn thôi. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm phần âm thanh báo động để mình có thể tắt đi hay bật lên tùy ý. Đèn trạng thái, ánh sáng hồng ngoại. Ánh sáng hồng ngoại này thì camera nó sẽ có hai mắt ánh sáng hồng ngoại để mình có thể điều khiển. Buổi tối nó sẽ tự bật và ban ngày nó sẽ tự tắt đi để nó có thể quay ban đêm rõ nét hơn. Như con này nó sẽ có thể quay ban đêm trong khoảng hơn 10 mét đấy các bạn. Hơn 10 mét quay hoàn toàn rõ nét. Chỉ là không màu thôi nhưng mà nó rất là nét. Nhưng bạn hoàn toàn yên tâm về việc nhìn đêm của nó. Phần thông báo báo động. Ở đây mình sẽ có phần thông báo báo động là chuyển động mềm. Đây mình đang để chế độ nhạy thấp thôi. Vì để nhạy cao nó sẽ rất là nhạy. Còn chế độ mềm mình có thể tăng âm lượng báo động này. Hoặc là âm lượng bình thường, hoặc mình tắt âm lượng đi cũng được. Ngoài ra mình có thể cài đặt múi giờ, định dạng ngày hay lịch trình chỉ định. Cái lịch trình này thì mình có thể điều khiển
mình có thể chỉnh để cho nó chỉ báo động vào một khung giờ cố định thôi. Thiết lập lịch trình báo động, mã hóa hình ảnh phiên bản lưu trữ. Đó, cơ bản là nó sẽ có như thế. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cái camera C6T RF Edition cho các bạn xem. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay là vấn đề gì, bạn có thể comment ở dưới cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.